Vâng, xin được kính chào quý anh, chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội, một trong những đơn vị phân phối những dòng xe ô tô đã qua sử dụng được đánh giá là hàng đầu Việt Nam. Anh chị em thân mến, thì hôm nay chúng tôi lại mang đến cho quý anh chị em và các bạn một cái mẫu xe thuộc dòng xe Hyundai Honda Civic các bạn nhé. Một cái mẫu xe thuộc phân khúc C, kiểu dáng thể thao rất được nhiều các anh chị em yêu mến. Civic thì có tới 3 phiên bản, trong đó có phiên bản RS, phiên bản G và phiên bản E. Đây chính là phiên bản G sản xuất năm 2019. Nhìn sơ qua ban đầu thì chúng ta có thể thấy ở phiên bản G và phiên bản RS thì nó cũng không có gì khác nhau cả. Hệ thống đèn pha, đèn cốt đều được trang bị công nghệ đèn LED các bạn nhé. Đấy. Chỉ có khác ở cái mặt ca lăng này một chút mà thôi các bạn ạ. Nó có logo RS các bạn nhé. Đấy, đấy là phiên bản thể thao hay road show gì đó. Các bạn có thể thấy đây, hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key cũng đã được trang bị đầy đủ ở các phiên bản, trong đó đặc biệt là phiên bản G và phiên bản RS. Ở phiên bản này thì các bạn có thể thấy thì phiên bản RS thì được trang bị thêm một cái ghế da viền chỉ đỏ thôi, còn phiên bản này thì đã được trang bị ghế da các bạn nhé. Nó chỉ so với hệ thống điều hòa tự động thì cái dòng RS này nó có hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, còn phiên bản này vẫn có hệ thống điều hòa tự động nhưng được trang bị hệ thống điều hòa tự động 1 vùng độc lập các bạn nhé. Đấy, xe này thì đã được trang bị đầu DVD, camera lùi, đầy đủ hết, ghế da, giám phim cách nhiệt chính hãng, trải sàn Simny cao cấp. Ngoài ra thì có hệ thống điều hòa tự động 1 vùng độc lập. So với lại những mẫu xe thuộc phân khúc C thì đối với dòng xe này cũng đã được trang bị cái phanh tay điện tử các bạn nhé. Hệ thống phanh tay điện tử và chế độ auto hold. Hệ thống túi khí thì trang bị xung quanh xe các bạn ạ. Xe này thì Civic thì nổi tiếng đó là cái dòng xe rất thể thao. Rất thể thao, một cái kiểu dáng rất đẹp các bạn nhé. Đấy, một cái kiểu dáng rất đẹp. Đây các bạn nhìn này. Chúng ta sẽ... đi sâu hơn một chút. Vào trong cái hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai các bạn nhé. Nhìn rất đẹp đúng không ạ? Đây, ở cái không gian khoang nội thất ở cái phía đằng sau này thì các bạn có thể thấy, nhìn thấy cái dòng xe này được thiết kế khá hợp mố và được trang bị cái trang bị màu trắng các bạn nhé. Hệ thống đèn này, hình chữ C, chứ nhìn rất đẹp mắt. Và xe này cũng đã độ thêm cái phiên bản Sport này. So với lại cái dòng RS thì được trang bị hai ống xả kép, còn đối với lại dòng xe này trang bị ống xả đơn các bạn nhé. Đấy. Phiên bản G này thì nói cho cùng động cơ hộp số ở kết cấu khung gầm rồi tất cả mọi thứ gần như không có gì khác biệt so với lại phiên bản thể thao cả, nhưng có giá thì rẻ hơn rất là nhiều. Ở trên thị trường hiện tại thì xe sản xuất năm 2018-2019 này, phiên bản thể thao thì nó có giá lên đến khoảng tầm 820 triệu, nhưng dòng xe này chúng tôi chỉ chào bán giá 699 triệu thôi, và giá thì hoàn toàn có thể thương lượng được. Nếu anh chị em nào đang quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp số điện thoại 0939063333. Đặc biệt hơn nữa thì nếu anh chị em nào có nhu cầu sở hữu những dòng xe đã qua sử dụng thì hãy ấn like, subscribe kênh, chúng tôi sẽ dành tặng cho những anh chị em đó một cái phiếu giảm giá từ 5 đến 15 triệu đồng vào ngay trong tài khoản. Chúc quý chị bạn nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị bạn. Bica Hà Nội, siêu thị ô tô hàng đầu Việt Nam.